16, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Chuẩn bị lưu đạn. Chuẩn bị lưu đạn xong. Này em. Lưu đạn nổ. Xuất phát. Xuất phát. Mấy con sâu ấy, láo thật đấy. Mất công người ta chăm sóc bao nhiêu lâu, tự dưng ở đâu đấy ăn không của người ta. Mà đã thế lại còn ăn hăng nữa. Rõ ràng hôm qua tôi ra đây, rau vẫn còn xanh mơn mởn. Đây, bây giờ này, lỗ cha lỗ chỗ như hố bom ấy. Công nhận lá bị sâu cắn nhiều cực anh ạ. Bây giờ tiểu đội trưởng với cả Nam ở đây bắt sâu đi. Còn tôi đi lấy nước từ dưới rau. Bắt sâu á? Ừ. Nó ở dưới kẽ lá này. Tôi lấy. Thôi, đừng ạ. Cậu sợ à? Không phải là sợ, nhưng mà nó cứ dài dài, xong rồi nhìn hình thù nó kinh lắm. Sâu có gì mà kinh, đây này. Vừa béo vừa dài. Cái này mà chấm nước mắm ăn thì ngon cực. Thôi. Cái gì đây? Cậu Công, cậu đùa thôi. Rau đấy. Con sâu nó vẫn ở tay tôi nè. Rồi, cậu sợ thì không ai ép cậu nữa. Bây giờ cậu chọn đi. Một là bắt sâu, hai là đi gánh nước để tưới rau. Thôi em đi gánh nước cũng được, em đi gánh nước, em đi lấy phân, em đi nhặt rau, trừ bát sâu. Này Công, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Cậu với cả cậu Tuấn, làm cách nào đấy phải giúp cậu Nam này can đảm, dũng cảm hơn. Chứ cứ như thế này thì mỏng manh lắm. Việc này khó lắm, khoai đấy. Biết là khó, thôi thì cố gắng giúp đỡ nhau. Nam ơi, xuống rồi, Nam ơi, xuống đi. Đây à, để em tìm Nam xuống đây. Em không biết là tại sao em trèo được lên đây nữa. Nhưng mà bây giờ em không xuống được. Con chuột thì nó đuổi đến đít rồi. Anh đợi em xuống với. Em trèo lên kiểu gì? Giờ xuống kiểu đấy thôi. Mà con chuột đâu rồi ạ? Anh đuổi rồi. Có xuống không? Thôi anh đợi em xuống với, không em trèo xuống là em ngã gãy chân đấy. À, 10.000 của anh kìa. Ôi trời, rơi 10.000. Đâu ạ? Ồ, có 10.000 thôi mà hiệu quả thế. Các anh lại lừa em à? Ngày xưa ở nhà không có chuột à? Nhà em đầy, sao anh lại hỏi thế ạ? Có đầy mà sao không biết là con chuột nó có thể trèo lên cây. Này, nếu lúc nãy mà bọn anh không đập ấy, thì có khi nó trèo lên cây cùng cậu rồi đấy. Mà không chỉ trèo lên cây đâu, nó còn luồn vào ống quần. Mà từ ống quần nó còn thụt. Thôi, đừng có tả nữa. Kiếp. Bây giờ em sợ như thế thì em chỉ còn biết chạy thôi chứ biết làm thế nào ạ? Có chạy cũng chả chạy được. Chỉ còn cách là quay lại đập nó thôi. Thôi em không đập đâu, kinh lắm. Các anh đi mà đập, em không đập đâu. Làm thế nào thì huấn luyện Nam nó có thể đối mặt được với nỗi sợ nhỉ? Có cách đấy. Chưa tìm ra thôi. Tiểu đội 1, bắt đầu tập. Tổ 1, hướng vật chuẩn 1, tiến. Tổ 2, hướng vật chuẩn 2, tiến. Tổ 3, hướng vật chuẩn 3, tiến. Địa hình địa vật, cao ngang tầm người ngồi. Địa hình địa vật, cao ngang tầm người nằm.
Kỳ Nam. Nằm yên đi. Hình như em dính lộ kiến lửa hay sao ấy, không ngớ quá. Kiến thì cũng phải nằm yên. Thực ra ấy, nếu mà kiến thì né đi cũng được, bởi vì vẫn tính là thương tật hy sinh, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi đấy, chứ nếu không bây giờ bị kiến cắn mà hy sinh thì chẳng khác nào không hoàn thành nhiệm vụ à. Các đồng chí, đợi hiệu lệnh chỉ huy. Tại sao nữa? Công ơi, có con rắn. Rắn này không có độc đâu, nằm yên đi. Nhưng mà tự đi, lộ hết cả vị trí bây giờ. Chuẩn bị lưu đạn. Chuẩn bị lưu đạn xong. Ném. Lưu đạn nổ. Xuất phát. Xuất phát. Đồng chí Nam, tại sao đồng chí tự ý bỏ vị trí trong khi đồng đội của mình đang chiến đấu, đồng chí lại chạy ngược về sau? Dạ, báo cáo chỉ huy, tôi thấy trong cổ có con rắn ạ. Nếu như ai cũng sợ cho đồng chí, tự ý bỏ vị trí thì còn gọi gì đội hình chiến đấu nữa. Trong khi chiến đấu, đồng chí không được phép bỏ đội hình chiến đấu khi chưa có lệnh của chỉ huy, đồng chí rõ chưa? Dạ, rõ. Báo cáo, đồng chí Nam có nói là sợ rắn, nhưng tôi lại không giải quyết thỏa đáng nỗi sợ đó, cho nên là mới để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy ạ. Được, tổ của đồng chí Công tôi sẽ kiểm tra lại sau. Còn phía đồng chí Nam phải tích cực khắc phục những điểm yếu của mình. Các đồng chí trong tổ của đồng chí Công phải động viên đồng chí Nam. Nếu như các đồng chí không làm được thì trực tiếp báo cáo lại tôi. Được. Em xin lỗi hai anh ạ, vì em mà hai anh lại bị khiển trách. Không phải là cái vấn đề xin lỗi hay không, trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy có cái con gì mà cậu không sợ cả. Bây giờ ấy, mình phải tìm ra được cái giải pháp. Thì bây giờ con chó, con mèo, thậm chí cả con cá sấu, con khủng long em còn chẳng sợ. Nhưng mà mấy cái con nhỏ nhỏ thì á, kinh chết đi được ấy. Hồi bé đấy, em cũng có sợ ở đâu. Em toàn cầm run này, cầm sâu này. Em giơ lên trước mặt mấy bà chị em, mấy bà ấy hét lên xong rồi bỏ chạy đi, em sướng lắm. Thế sao giờ lại ra nông nỗi này? Thì có một lần, vẫn như mọi khi là em cầm con thạch sùng lên em dọa mấy bà ấy. Xong rồi... thôi em chả kể đâu. Xong rồi như nào kể đi. Tôi là tôi ghét nhất ai kể chuyện ngập ngừng nhá. Em cũng cầm con thạch sùng, em dọa bà chị em như mọi lần. Xong rồi mấy bà ấy cũng vẫn sợ, vẫn bỏ chạy. Em vẫn cười sung sướng. Ơ thế đúng ra là mấy bà ấy phải sang chấn tâm lý chứ, liên quan gì đến cậu? Nhưng mà... em giơ lên trước mặt em như này này, em bảo sợ chưa, sợ chưa. Thế là... con thạch sùng nó đứt đuôi. Em bảo là không muốn kể rồi lại còn. Ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình, và nỗi sợ đấy mọi người đều biết rất vô lý, nhưng thường thì rất ít người vượt qua được. Và cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ đó chính là đối mặt với nó, coi nó như những cái điều hàng ngày, như bữa cơm, như nước uống, và mình chiến thắng nó một cách dễ dàng. Nói vậy thôi, chứ bố tôi ở với mẹ tôi hàng ngày vẫn sợ đấy thôi. Đừng có phá nữa. Nhớ rồi, nhớ Hạnh lắm. Ê, tìm gì đây? Học có đi học không? Đi học cái gì cơ? Kỹ năng sống đấy. Từ từ, nhưng mà canh ơi, canh có nhìn thấy cái ví của em để đâu không ạ? Ví à? Ở đây thì không có rồi. Hay là nãy em vừa từ đâu về, quay ngược lại đường tìm em có không? Thôi chết rồi, hình như ở dưới sân. Ừ, xuống sân tìm đi. Đấy. Đâu nhỉ? À, đây rồi. Ui. Sao lại có con nhện ở đây nhỉ? Đi đi. Cút đi. Cút đi. Ơ. Sao
Sao nó không nhúc nhích gì nhỉ? Hả? Ơ, nhịn giả mà. Yeah. Mọi người ơi, của mọi người đúng không? Em không sợ đâu, đừng có mà dọa em. Chắc chưa? Chắc. Không sợ gì? Vâng. Cầm rồi. Em ơi, sao bảo không sợ? Nào, này, bỏ đi. Ê, bỏ đi. Chuột giả mà, có gì đâu mà sợ. Hiểu chưa? Mọi người cầm được này, cầm đi. Thử thử thế nào. Đấy, ấy ơ. Điều. Không một ai sợ hết. Nói chung là... Cầm đi cho quen. Nói bằng này tuổi đầu rồi, để các anh trêu cho. Sau này mà cậu đi nhiệm vụ lên rừng lên núi, gặp bọn này suốt, chẳng nhẽ cậu ngất ở đấy à? Thấy chưa? Có gì đâu. Ừ. Giống thật nhở? Ừ. Núng nính nhá. Đấy, 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 đấy. Hết sợ chưa? Rồi ạ. Ừ. Ơ, ờ, giả mà. Này, cậu có thấy là càng ngày người ta càng làm những cái con giả nó giống thật không? Anh Tuấn, anh đứng lại cho em. Đúng chứ không? Có sẵn. Hỏng rồi, cậu Nam cậu sẽ lại bỏ vị trí mất. Chuẩn bị lưu đạn. Lưu đạn chuẩn bị xong. Nam. Lưu đạn nổ. Súng pháo. Súng pháo. Súng pháo. Hôm nay tiểu đội của đồng chí Mạnh thực hành đánh gục súng. Đặc biệt tôi biểu dương tổ chiến đấu của đồng chí Công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất cao. Ngoài ra, tôi biểu dương đồng chí Nam. Trong lúc thực hành chiến đấu, có một con rắn bò qua đồng chí Nam, nhưng đồng chí Nam đã không bỏ vị trí, tiếp tục xung phong cùng đồng đội. Các đồng chí cho đồng chí Nam một tràng vỗ tay. Các đồng chí, nghỉ. Khét đấy. Này, hôm nay em được chỉ huy khen ngại cực. Ừ, mà các anh đỉnh thật, đầu tư hơi bị oách ấy nhá. Hả? Đầu tư gì? Thì cái con rắn điều khiển từ xa ấy hả? Em thấy nó trườn, nó bò qua người em như thật luôn. Cậu nghĩ là tôi với Tuấn đủ tiền mua rắn điều khiển từ xa? Không đủ tiền thì bây giờ các anh nhờ người nhà gửi lên, thiếu gì cách. Thôi đừng có mà nhây nữa. Cả tôi cả Công đều chạy trước cậu. Tay thì cầm súng, tay cầm lựu đạn, tay nào điều khiển? Bằng thật hả? Dũng cảm đấy. Các anh chờ em với. Nếu mà cậu sợ thế thì tôi không ép cậu nữa. Thôi. Nào à, anh bỏ cái đoạn sâu lên lá em đi. À quên, lá lên thổ em đi để em đi lấy phân em đi nhặt rau em làm cái gì cũng được trừ nhặt dâu. Đập đi, đập đi, đập đi, đập đi, đập đi. Quên ví và quên người yêu cũ thì cũng là một kỹ năng sống, mặc dù không giống nhau đâu nhưng kỹ năng sống em vậy. Cho thật ở đây này. Ok, thôi. Đấy, trêu người ta cho lắm vào. Còn đi tán hạnh. Ôi, chết rồi. Đắt rồi. Đắt lâu rồi. Tập cầm đi cho quen. Lớn tăng tuổi. Cập tầm đi cho quen. Nào đi. Nào. Cập tầm. Nó bị nhiều rồi, nó lại luôn đứng cười.